dàn diễn viên ván bài lật ngửa, người ra đi để lại thư ân hận vì có lỗi với vợ, người bôn ba hai đời chồng vẫn khổ. Sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Chánh Tín đối với nhiều khán giả là sự tiếc thương vô hạn. Người ta có thể quen ông qua nhiều vai diễn nhưng đáng nhớ nhất phải kể đến ván bài lật ngửa. Đã 38 năm trôi qua, mỗi diễn viên trong đó cho đến tận sau này, mỗi người một cuộc đời khác nhau. Thúy An vai Thủy Dung, bôn ba để tìm kiếm hạnh phúc. Dù chỉ đảm nhận vai diễn Thủy Dung trong 3 tập đầu tiên của ván bài lật ngửa, nhưng từng đó cũng đủ để đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một tầm cao mới. Bà sở hữu nét đẹp thuần khiết, nam bộ của ngày nào. Sau đó, bà được mời vào các vai diễn trong các bộ phim về đề tài chiến tranh như Biệt Động Sài Gòn, Hòn Đất. Chia sẻ thêm về kỷ niệm đóng phim, lúc mới xong 3 tập đầu mới biết mình cấn bầu. Thành ra mọi hoạt động sau đó của đoàn làm phim đều một tay chồng bà là đạo diễn Hồng Xến giải quyết nhiều. Cả thanh xuân của bà chỉ để bôn ba cùng chồng khắp đất nước để đóng phim. Vì không được đào tạo chính quy nên con đường đi đến thành công của nữ diễn viên cũng gặp ít nhiều những khó khăn. Bà phải bươn trải nhiều nghề bên cạnh nghề diễn, ví dụ như bỏ mối bút bi đến mở quán ăn để cải thiện thu nhập, lo cho gia đình. Công việc hàng ngày lúc đó là tất bật với vòng xoay cơm áo gạo tiền, đêm về lao đầu đi học bổ túc văn hóa. Năm 1995, sau khi chồng là đạo diễn Hồng Xến qua đời, nỗi lo thiếu hụt càng đè nặng trên vai người mẹ trẻ mới ngoài 30. Bà học thêm nghề kim hoàn rồi bôn ba sang tận đất Lào tìm kế sinh nhai. Tình cờ gặp người chồng bây giờ rồi kết hôn và chuyển về Đức sinh sống. Nữ diễn viên lo chăm lo cho chồng mà quên mất đi việc mình từng là người của công chúng, chị chọn lui về sau ánh hào quang để chăm lo cho gia đình nhỏ. Trên mái tóc của người phụ nữ Nam Bộ này đầu đã điểm vài sợi bạc, ngôi sao điện ảnh Việt Nam vẫn đang sống âm thầm nơi đất khách. Bà đã có cháu ngoại, niềm hạnh phúc an ủi khi Thúy An về già. Đại úy Nguyễn Thành Luân, cố nghệ sĩ Chánh Tín đã qua đời. Người nghệ sĩ đã ra đi ấy từng là cái tên nổi đình đám, được khán giả nhắc đến bất kể lúc nào trong các câu chuyện mang đầy tính hâm mộ. Câu nói điển hình ngày ấy đẹp trai như Chánh Tín trở thành câu nói quen thuộc của chị em phụ nữ. Cuộc đời ông đi cùng với bộ phim ấy cũng có nhiều cái khó khăn, bản thân lúc đó là người với vẻ gầy rộc, khuôn mặt với mũi thẳng tự nhiên, vầng trán vuông thông minh, đôi mắt ánh nhìn sâu từng trải. Từng ấy thứ thôi cũng đã làm nên một vị đại úy uy nghi. Sau bộ phim, ông là ngôi sao lớn của điện ảnh Việt. Nam diễn viên miệt mài tham gia đóng phim, sân khấu. Về già, ông còn tham gia sản xuất phim với nhiều dấu ấn. Những cố gắng đó của ông vừa là để thỏa niềm đam mê của ông, cũng như để trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng người nghệ sĩ gạo cội ấy đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tuổi 68, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Bà Bích Trâm, vợ của Chánh Tín, buồn bã cho biết cách đây ít ngày ông mắc bệnh cảm cúm nhẹ và sức khỏe yếu dần. Ngay sáng hôm ông mất, bà vào phòng gọi chồng dậy như thường lệ, nhưng người chồng yêu quý của bà đã không thể dậy, nói chuyện với bà như mọi lần được nữa. Nói về người vợ đầu ấp tay kề của cố nghệ sĩ cũng có nhiều điều để nói. Bà là người đã đứng sau thành công của chồng, cho tới lúc ông gần đất xa trời. Bích Trâm, bà là mẫu người vợ điển hình khi bao dung tất thảy mọi lỗi lầm của chồng sau nhiều biến cố. Để Chánh Tín mỗi khi quay đầu lại có nơi để về, gọi là nhà. Bà từng là tiểu thư Trâm Anh Thế Phiệt, học đại học luật. Còn người nghệ sĩ ấy đang theo đuổi nghiệp cầm ca. Trong một lần đi hát, Chánh Tín đã mời Bích Trâm đi ăn bò bía ven đường, trò chuyện mới vỡ lẽ ra bà là một người thông minh, dịu dàng, hiểu chuyện. Vì gia thế đặc biệt nên gia đình Bích Trâm ngăn cấm cả hai đến với nhau. Nhưng tuổi trẻ lại đi cùng với không khí sục sôi ngày ấy, bà và ông quyết định chứng minh cho phụ huynh thấy mọi thứ không phải là sai lầm. Trong những lúc kinh tế gia đình khó khăn, bà vẫn không ngại dẹp bỏ sự yêu thích qua một bên để làm nghề tay trái kiếm kế sinh nhai. Ví dụ như dịch sách, thậm chí là bán rau thơm rau muống ngoài chợ. Bên cạnh đó, dù chồng đã có quá nhiều lần lạc lối nhưng Bích Trâm vẫn sẵn sàng giang tay đón về. Thậm chí có lần bà còn nghe tin chồng bị bắt cùng với một cô gái. Thanh Lan Thủy Dung. Sau Thúy An là đến Thanh Lan, người đảm nhận vai Thủy Dung mỹ nhân đầy danh tiếng trước 1975. Nổi tiếng là thế, nhưng đời riêng của Thanh Lan không mấy suôn sẻ. Tất cả bắt nguồn từ một sai lầm của tuổi trẻ nông nổi. Chưa đầy 18 tuổi, đã là bông hoa rực rỡ của làng nghệ thuật Sài Gòn, Thanh Lan đi đâu người ta cũng nhận ra. Trong một chuyến lên Đà Lạt chơi, bà đã lọt vào mắt một công tử ăn chơi khét tiếng Sài Gòn tên Dũng, vẫn được giới ăn chơi Sài Gòn thời bấy giờ gọi là Dũng Long Biên. Hai người yêu nhau rồi quyết định đi tới hôn nhân bằng một đám cưới rình rang.
lấy chồng rồi, nữ diễn viên ngày ấy mới nhanh chóng vỡ mộng. Lúc còn yêu đương thì ngọt ngào chiều chuộng là thế, lúc làm chồng lại hiện nguyên hình là một gã trai vô trách nhiệm, vũ phu và cả ghen. Rất nhiều lần mỹ nhân này phải chịu cảnh chồng đánh ghen, lôi đi sềnh sệch. Chưa đầy 20 tuổi, Thanh Lan ly dị chồng, ôm con về nhà mẹ đẻ sau 2 năm hôn nhân như địa ngục. Bà tự vực dậy mình, lao vào đi diễn, đi hát để kiếm tiền nuôi con. Chia tay chồng rồi, sự nghiệp Thanh Lan càng thăng hoa hơn. Sau đó bà qua Mỹ định cư. Tại đây, người phụ nữ ấy tiếp tục tham gia các hoạt động văn nghệ, phối đĩa làm nhạc. Thương Tín chàng thiếu tá vọng. Thương Tín cũng là một trong những cái tên được khán giả đặc biệt dành sự chú ý rất nhiều của những năm 80-90 thế kỷ trước. Ông cũng là một trong những diễn viên tham gia trên 200 phim nhựa nhiều nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Thương Tín sinh ra ở Phan Giang, là con đầu của gia đình có 8 anh chị em, trong đó chỉ có mình ông theo nghệ thuật. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng ông được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh. Ông vốn là một tay chơi có tiếng, con đường tình ái cũng dính lấy nhiều mỹ nhân. Các xê phim thời ông đi diễn chỉ có một cây vàng, nhưng cách ông tiêu lại tốn rất nhiều. Nhiều khán giả đâm ra thắc mắc, không hiểu vì sao ông có thể tiếp tục sống một cách giàu có như vậy. Qua lời tâm sự của Thương Tín trên báo chí, vào thời điểm đó, ông được một người phụ nữ giàu có yêu và luôn tỏ ra chiều mọi nhu cầu của ông. Hễ cứ thấy ví của nam diễn viên hết tiền, bà lại tự động bỏ vào. Ở tuổi 64, Thương Tín sống cuộc đời lặng lẽ sau những sóng gió trải qua. Từ nghệ sĩ giàu có, ông lâm cảnh tận cùng khó khăn. Hiện, nam diễn viên tiến thêm bước nữa với cô gái trẻ kém ông gần 30 tuổi. Họ có một con gái kháu khỉnh, dễ thương. Lê Cung Bắc thiếu tá Thuần. Lê Cung Bắc được biết đến như một diễn viên tài năng, dù trước đó ông không theo nghiệp diễn. Trước đó, ông từng tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh tại Sài Gòn từ trước năm 1975. Ngoài việc đóng phim, Lê Cung Bắc còn đảm nhận vai trò đạo diễn như Dòng Đời, Không Thể Rẽ Trái. Năm 2001, người đàn ông ấy được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện, đạo diễn người đẹp Tây Đô sống trong biệt thự 200m² ở thành phố Hồ Chí Minh với gia đình. Ở tuổi ngoài 70, Lê Cung Bắc duy trì lịch làm việc điều độ. Khi rảnh rỗi, ông dậy sớm tập thể dục, chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng chơi vài nhạc cụ, trong đó có piano.